Chào mừng game đã quay trở lại với khóa học toán lớp 12 của olm.vn. Chúng ta lại tiếp tục chuỗi bài về tính thể tích của các khối đa diện. Và đối tượng tiếp theo của chúng ta là khối lăng trụ xiên. Ở bài trước, chúng ta học khối lăng trụ đứng. Vậy khối lăng trụ đứng và khối lăng trụ xiên giống và khác nhau ở điểm nào? Cả hai khối này tương ứng sẽ được tạo thành bởi các hình lăng trụ đứng và hình lăng trụ xiên. Cả hai hình này đều là các hình lăng trụ. Tuy nhiên, lăng trụ đứng có thêm một đặc điểm là cạnh bên vuông góc với mặt đáy, còn lăng trụ xiên sẽ không có điều này. Thầy lấy ví dụ về các hình lăng trụ xiên, đây là một hình lăng trụ xiên có đáy là tam giác, vẫn có các đặc điểm của một hình lăng trụ, chỉ có điều cạnh bên lúc này sẽ không còn vuông góc với mặt phẳng đáy. Tương tự, lăng trụ có đáy là một hình bình hành hay lăng trụ có đáy là một ngũ giác. Các hình lăng trụ này xác định cho ta các khối lăng trụ tương ứng và quan sát vào hình lăng trụ đầu tiên. Đây và dưới này gọi là hai mặt đáy của hình lăng trụ. Hai tam giác này bằng nhau và nằm trong hai mặt phẳng song song với nhau. Tuy nhiên các cạnh bên này, độ dài của chúng không còn là chiều cao của hình lăng trụ nữa. Bởi vì các cạnh bên không còn vuông góc với mặt phẳng đáy. Mà chiều cao của một hình lăng trụ xiên chúng ta sẽ xác định như sau. Đây là mặt phẳng đáy. Khi đó, khoảng cách từ một đỉnh đến mặt phẳng đáy, người ta gọi là chiều cao của hình lăng trụ xiên, hay là thầy hạ vuông góc từ một đỉnh xuống mặt phẳng đáy, gọi đây là hình chiếu vuông góc của đỉnh đó thì độ dài đoạn này sẽ là chiều cao của hình lăng trụ xiên hay chính là chiều cao của khối lăng trụ xiên. Chúng ta có diện tích đáy, hai đáy bằng nhau nên các em sử dụng đáy nào cũng chính xác. Và thể tích của một khối lăng trụ xiên vẫn là V bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Như vậy, công thức này là tổng quát cho tất cả các khối lăng trụ, kể cả khối lăng trụ đứng, lăng trụ đều hay lăng trụ xiên. Tuy nhiên lăng trụ xiên sẽ khó khăn hơn trong việc tính thể tích bởi vì chiều cao của hình lăng trụ xiên thì sẽ không xác định ngay, ví dụ như ở bài này. Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD A'B'C'D' có đáy là một hình thang có diện tích A bình. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng A'B'C'D' là 2A và yêu cầu tính thể tích của khối lăng trụ. Thầy và các em sẽ đi phân tích đề bài. Hình lăng trụ tứ giác thì đây sẽ là hình lăng trụ đứng đều hay là hình lăng trụ xiên các em chú ý đề bài không nói một đặc điểm gì đặc biệt của hình lăng trụ thì chúng ta sẽ hiểu đây là hình lăng trụ xiên đáy abcd người ta cho sẵn diện tích còn về chiều cao chúng ta sẽ vẽ hình trước nhé hình lăng trụ tứ giác có đáy là tứ giác thì chúng ta vẽ tứ giác trước cách mà các em tưởng tượng cũng như kinh nghiệm trong quá trình làm bài sẽ cho các em biết cạnh nào thì vẽ nét đứt vào cạnh nào thì vẽ nét liền. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cạnh bên. Lúc này không còn đơn giản là hạ vuông góc với mặt phẳng đáy nữa. Và thậm chí tuyệt đối chúng ta không được vẽ vuông góc với mặt phẳng đáy. Mà các em cần phải dựa vào những đặc điểm người ta cho về chiều cao với hình chiếu vuông góc của các đỉnh để vẽ được cạnh bên. Tuy nhiên ở đề bài này thì người ta không cho đặc điểm nào cả. Do đó ta có thể vẽ một cạnh bên bất kỳ, miễn là không vuông góc với đáy thầy gọi đây là đỉnh a tương ứng với a phẩy các đỉnh còn lại b phẩy c phẩy và d phẩy thì ta sẽ cố định a phẩy đây là một cạnh bên cố định lăng trụ xiên thì vẫn là hình lăng trụ cạnh bên vẫn song song và bằng nhau do đó kèm di chuyển thước kẻ tới các đỉnh còn lại để chúng ta vẽ các đoạn bb phẩy song song và bằng a phẩy tương tự cho cc phẩy c'. và DD phẩy. DD phẩy sẽ bị trẻ khuất nên thầy sẽ vẽ bằng nét lứt. Nối ABCD chúng ta hoàn thành hình lăng trụ tứ giác. Và khoảng cách từ A đến mặt phẳng ABCD thầy gọi H là hình chiếu vuông góc của A để chúng ta có thể dễ dàng gọi tên. Chuyển sang bước tính thể tích. Người ta cho đáy có diện tích là A bình nên chúng ta có ngay diện tích đáy bằng A bình phương Vấn đề còn lại chỉ là chiều cao của lăng trụ thì dựa vào những gợi ý trong cách vẽ hình và đề bài người ta cho khoảng cách từ A đến mặt phẳng A, B, C là 2A Các em cho thầy biết chiều cao sẽ bằng bao nhiêu? Chiều cao của lăng trụ thì bằng khoảng cách từ A đến mặt phẳng đáy A, B, C, D và cũng chính bằng độ dài của đoạn thẳng AH do đó H sẽ bằng 2A và chúng ta có thể tích bằng diện tích đáy nhân với chiều cao bằng a bình phương nhân 2a kết quả là 2a mũ 3. Tuy nhiên ví dụ sau đây sẽ yêu cầu các em xác định cụ thể đâu là đường cao của hình năng trụ. Chúng ta chuyển sang hỏi chấm số 2. Cho hình năng trụ ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy là tam giác đều cạnh A và AA' phẩy bằng 3. Hình chiếu của A phẩy lên mặt phẳng ABC là trung điểm BC và yêu cầu tính thể tích chúng ta lại tiếp tục phân tích đề bài hình lăng trụ có đáy là tam giác đều vậy đây có phải là một hình lăng trụ đều hay không chính xác chúng ta không được nhầm lẫn đây là một hình lăng trụ đều bởi vì lăng trụ đều có đáy là tam giác đều thật nhưng trước tiên nó phải là hình lăng trụ đứng mà hình lăng trụ chúng ta chỉ là một hình lăng trụ bình thường nên đây là một bài toán về lăng trụ xiên các em sẽ vẽ hình như sau trước tiên là vẽ tam giác abc ac thầy vẫn dự tính là bị che khuất thầy vẫn nét đứt lúc này chúng ta có vẽ cạnh bên a phẩy bất kỳ như bài trước nữa hay không thì các em chú ý người ta đã cho đặc điểm về hình chiếu của a phẩy có nghĩa là cho đặc điểm về đường cao do đó chúng ta sẽ phải sử dụng dữ kiện này để vẽ cạnh bên hình chiếu của a phẩy lên mặt phẳng abc là trung điểm của bc do đó chúng ta xác định trung điểm bc là h thì A,H sẽ vuông góc mặt phẳng đáy. Thầy dựng thẳng đứng A,H vuông góc với ABC như thế này. Thì trên hình chúng ta đã có A và A'. phẩy. Nối A với A' phẩy thì chúng ta đã có cạnh bên. Cố định được một cạnh bên. Tuyệt đối các em không nối A phẩy với B hay A phẩy với C bởi vì A phẩy phải tương ứng với A. Cạnh bên A, A phẩy. Lại làm tương tự như những bài vẽ hình làm trụ. Chúng ta giữ thước và di chuyển tới các đỉnh B và đỉnh C để vẽ các đoạn BB' và CC' song song bằng với A'. Nối các đỉnh này lại sẽ có hình lặng trụ xiên có đáy là tam giác đều. A'H chúng ta phải chuyển về nơi đất bởi vì đã bị che khuất. Và đến đây, chuyển sang tính thể tích. Tam giác đều nên có hai cách để tính diện tích như sau. Các em chú ý vào đáy a phẩy b phẩy c phẩy ta chuyển sang bên này thông thường các em sẽ sử dụng công thức diện tích đáy thì bằng 1 phần hai đáy nhân với chiều cao nên thầy sẽ vẽ chiều cao b phẩy m tam giác đều nên đường cao sẽ đồng thời là chính xác đồng thời là đường trung tuyến nên m là trung điểm của a phẩy c do đó a phẩy b phẩy bằng a thì a phẩy m sẽ bằng a trên hai tới đây a phẩy m b phẩy là một tam giác vuông tại m các em hãy sử dụng Pythagore để tính cho thầy độ dài của đoạn MB'. phẩy. Tam giác vuông nên ta sử dụng Pythagore và tính ra MB' phẩy bằng a căn 3 trên 2. Các em chú ý không đánh rơi a của thầy nhé. Nhiều em chỉ viết mỗi căn 3 trên 2. Tới đây thì chúng ta tính được diện tích đáy rồi. 1 phần 2 chiều cao MB' phẩy nhân với cạnh đáy a phẩy c nên diện tích sẽ bằng a bình căn 3 trên 4. Ngoài ra chúng ta có một cách khác để tính diện tích tam giác. Ta sẽ sử dụng công thức diện tích tam giác A phẩy B phẩy C phẩy bằng 1 phần 2 cạnh A phẩy B nhân cạnh B phẩy C nhân sin góc sen giữa sin 60 độ. Và các em hãy tính cho thầy kết quả sẽ bằng bao nhiêu. Thay số ta có kết quả chính bằng A bình căn 3 trên 4. Như vậy, hai cách cho chúng ta cùng một kết quả về diện tích của tam giác song diện tích đáy ta tính đến chiều cao. A,H thì vuông góc với mặt phẳng đáy rồi, nên ta có độ dài A,H chính là chiều cao của hình năng trụ. Đề bài cho thêm A, A bằng 3A, nên tính A,H thông qua A,A. A. Và các em hãy cho thấy biết mệnh đề nào sau đây là đúng. Như vậy A,H sẽ vuông góc với AH bởi vì AH nằm trong mặt phẳng ABC. Nên tam giác A,H, A sẽ vuông tại H, do đó ta sẽ tính A,H thông qua AH và a phẩy. AH thì bằng b phẩy m, tam giác đều nên độ dài các đường cao phải bằng nhau, nên độ dài của h chính bằng độ dài b phẩy m mà chúng ta vừa tính bên trên đây. Cho nên AH sẽ bằng a căn hai. a phẩy thì bằng 3a. Đến đây lại sử dụng Pythagore trong tam giác vuông các em tính cho thầy chiều cao a phẩy h. Như vậy, a phẩy h sẽ bằng a căn 33 trên 2 có diện tích đáy, có chiều cao, sử dụng công thức. Và các em tính tiếp cho thầy thể tích của khối lăng trụ sẽ bằng bao nhiêu. Tính toán và rút gọn chúng ta có thể tích sẽ bằng 3 căn 11 trên 8 A mũ 3. Và đó là những nội dung mà các em cần phải chú ý trong bài học ngày hôm nay. Công thức cuối cùng của chúng ta, thể tích của khối lăng trụ bất kỳ là V bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Tùy vào các bài tập, thì chúng ta có các cách để tính diện tích đáy và xác định cũng như tính chiều cao là khác nhau. Các em chú ý luyện tập thêm phần này ở trên olm.vn. Thầy cảm ơn sự theo dõi của các em và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo.